dụ như là liên quan đến Bắc Kinh soda các thứ là anh sẽ bỏ hết, giấm muối anh bỏ. Giấm muối bây giờ nó chỉ là cái phụ thôi, nhiều anh em cứ phụ thuộc vào cái đấy với cái bột tạo giòn quá mất thời gian. Vẫn là cứ là đi nhiệt hết. Cứ 1 cân này nhá, như ở trên này là đang hướng dẫn là cho 10 là 15 gram, 15 đến 16 gram rồi. Thì là mình cho đây vào đây khoảng tầm lạng 7, đây là hơn hơn 10 cân mà. Ướp cái này thì nó giảm được cái công mình làm giềng xả, thứ hai là nó có một cái điểm hay nữa là thịt nó ế nó không hay bị chua thịt. Cái này thì cứ cứ rắc vào xong trộn đều lên thôi. Không phải cho thêm giềng xả hành gì à? Không cho bất cứ một cái gì cả. Kể cả dầu ăn các thứ bỏ hết. Anh em phải cân nhé, còn nếu mà anh em mà cảm thấy mà nếu mà bốc vo nhé, nhìn rắc này trông rất nhiều nhé, nếu mà không cân thì mọi người cứ nghĩ là bị nó thiếu đấy, là nó nhạt đúng không, nên là phải cân. Nếu mà muốn ngày nào ngày không ngày nào vị nó giống nhau phải cân, bắt buộc phải cân đấy. Bởi vì mắt thường thì nhiều lúc nó nhìn nó sẽ cái này ấy, thì là nó một là lưu hương của thịt này, hai là nó đẩy cái độ ngọt của thịt này lên. Nói chung là tí nữa mọi người ăn cái miếng thịt này so với miếng thịt đang nướng bình thường thì ăn nó sẽ khác nhau hoàn toàn, khác nhau về cả cả mọi mặt luôn. Bây giờ là gần mấy giờ nhỉ? Ủ đến mấy giờ đấy? Ủ 1 tiếng thôi. Em đi hẳn 200 luôn, đánh em đánh tốc độ cao nhất đấy. Chạy theo đúng quy trình gọi là tốc độ nhanh nhất. Thấy chưa? Đây ướp xong cái này nhá. Thì cái thịt này ấy, thường ấy bình thường ấy là mình cứ nói là lấy thôi, còn thịt này thì chỉ cần ướp khoảng tầm 30 phút sau là vào lò được đấy. Thế bây giờ để nó xuống đây xong một bạn hỗ trợ mối than là liên làm đâu anh sẽ dạy này. Vì như này nhá, quay phần thịt ra ngoài ấy là chủ yếu để cho cái phần thịt nó lên màu hơn, cái phần da này nó ở trong này là đối lưu không ảnh hưởng gì cả, đúng không? Bình thường mọi người làm ấy thì sẽ quay phần da ra ngoài, quay phần da ra ngoài ngoài nhiệt. Mình làm thì bây giờ là mình lại áp dụng công nghệ khác là quay phần thịt ra ngoài đây mà không làm phần da nữa, đâu được chưa, để cho hết vào đây. Cái than này là đang nhiều nhá, xong rồi phải gấp bỏ bớt ra, nhiều than quá đấy. Ok, còn 2 miếng nữa đúng không, hết rồi đúng không? Cạo bì này rồi là quét các cái kia đều là không có tác dụng gì cả. Đi treo lò đi. Cái thịt này nó là như thế. Tao đưa cái đây để anh nhấc cái lò ra cái. Cái này còn to đấy, còn nếu mà quay miếng thịt mà bé là chín từ lâu rồi. Bé thì em bảo khả năng chín mà cái miếng to này mà. Nhưng mà đây nó hấp hơi, nó là gọi là đây gọi là đây gọi là chín hơi 15-17 phút. Nói chung là mình sẽ nếu mà cho căng than ấy thì nhanh, mà không cho căng than thì nó lâu hơn một tí. Dài hơn như này mình lấy lấy đường như này, cái này lấy một miếng vào kia xiên thì này hiện tại đang đây 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 một miếng này to thì dày thôi. Chỉ dễ. Nhưng mà những người này người ra đường to là người ta biết, hiểu không? Có biết vào mắt. To lên đường đi. Anh Hưng đang thanh lý chu mày gì? Bán đồ thanh lý chỉ được có 30% thôi, anh bán anh đòi tận 70% thì liệu chả làm gì ai mua lại, chả đéo chả chê đắt. Nó vẫn chưa đạt độ giòn nữa. Bây giờ ra chặt vịt xong quay lại chặt cái này là vừa. Ông nào phải học chặt vịt và học chặt vịt kìa. Đi găng tay lỏng vào không là lỗi.
Kệ nó chứ, đi học về nát thì kệ nó chứ. Bây giờ mình hạ kịch đáy này rồi nhá. Hạ tầm này rồi nhá thì để thoải mái, cái để tầm độ 10 phút ra nó cũng không việc gì nữa rồi. Rồi. Đâu nhỉ, cái hộp của mình đâu nhỉ?